người đến với video tiếp theo của mình nhé mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với mọi người cách kiếm tiền dễ dàng ở Đài Loan nhé mọi người. Và nó dễ như thế nào thì mọi người cứ nhìn vào cái máy này mọi người sẽ biết thành ra. Đây mọi người. Đấy mọi người thấy. Đấy mọi người có thể thấy không? Đấy có rất nhiều vàng nhá. Đó. Vàng chưa? Đấy, trong mỗi chiếc cốc này sẽ có một chiếc nhẫn vàng nhá. Các bạn có thấy không? Đấy. Mình thì chưa biết là vàng thật hay vàng giả thì vừa nãy mình có gắp được một hộp rồi nhá mọi người. Một chiếc cốc rồi bên trong có một chiếc nhẫn rồi thì nó vẫn ở trong đấy, mình chưa mở ra xem. Thì bây giờ mình sẽ gắp tiếp để cho mọi người xem, để xem có được không. Nếu mà được thì mình sẽ cùng mở ra và review cho mọi người xem nhá. Mình chỉ tốn 10 khoa thôi mà mình được hẳn một cái nhẫn vàng rồi nhá mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi thử nhá mọi người. Mình chơi thử lượt đầu này, lượt tiếp theo này. Mọi người cùng xem nhá. Đây, 10 khoa một lượt gắp này nhá mọi người. Gắp được thì sẽ được một chiếc nhẫn vàng. Nhẫn vàng nhá. Thôi, sượt mất rồi. Khó quá. Tiếp tục đồng tiếp theo nhá mọi người. Nắc nào, nắc nắc. Nào. Đấy, ui dồi ôi. Được rồi nhá mọi người ơi. Ôi. Mình gắp được thêm một chiếc cốc rồi nữa thôi nha mọi người. Đây, mọi người cùng xem để mình lấy ra mọi người xem nhá. Đó, mình được hai cốc rồi chưa? Được hai chiếc nhẫn vàng rồi, chỉ mất có 30 khoai thôi. 3 lượt chơi 30 khoai thì mình đã được hai chiếc nhẫn vàng rồi. Đấy, mọi người có thấy kiếm tiền dễ không? Đấy mọi người thấy không, nhiều nhẫn vàng chưa, được hai cái rồi nhá. Giờ mình thử gắp thêm đồng tiền nữa nha mọi người. Đấy xem không có tiền không. Đấy, đây có tiền rồi nhá. Bây giờ mình tiếp tục chơi nữa tiếp theo nhá. Mình mọi người xem này. Đấy mọi người thể thấy nhiều vàng không. Đấy. Đấy giờ mình sẽ gắp một sát hai hộp liền nhá, xem có được không nhá. Gặp phát hai hộp liền cho sợ. Thôi xịt rồi trượt rồi không được rồi nhá mọi người các bạn. Càng chơi càng mê. Đấy mình chơi tiếp được nữa nào. Càng chơi càng mê thế này. Kiếm tiền quá đơn giản. Toàn vàng 9 con 4 này. Rồi được thôi. Lại sượt rồi nhá các bạn ơi. Thì bây giờ mình được hai hộp rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở ra cho xem. Đấy, đây là cái vỏ cốc này. Thì mình khuyến mại cho cái chủ quán này, cái vỏ cốc để đựng cái gì thì đựng. Đấy. Người ta bỏ gì người ta bỏ. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Đấy. Úi giời ơi. Đẹp. Đấy. Nhận đấy mọi người. Úi giời vàng chưa, mọi người thấy đẹp chưa, nóng nánh chưa, đây em đưa tay đây, úi giời nấp nánh chưa, quá đẹp luôn, khả năng là vàng 9 con 4, năng nặng, khả năng vàng 9 con 4 thôi, úi giời đẹp chưa, đấy quá đẹp nhá, mình mở tiếp hộp tiếp theo nhá, úi giời. Gắp ở trong đấy thì có cả nhẫn đôi nhưng mà mình không gắp được nhá các bạn nhá. Đấy, mình tiếp tục mở hộp này nhá. Đấy cái cốc lại khuyến mại cho nhà chủ ấy, chủ quán. Đấy. Giải bọc chặt quá, có mỗi cái nhẫn thôi mà bọc chặt quá. Đẹp tặng quá. Úi giời ơi, vàng chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đấy, đẹp đấy, mọi người thấy chưa? Đẹp chưa? Vàng chưa? Quá đẹp nhá. Đây không? Quá đẹp luôn. Úi giời, vàng chưa? Nấp nánh chưa? Úi giời, kiếm tiền cũng đơn giản mà các bạn. Quá đơn giản luôn. Đó. Đấy, chụp bức ảnh lưu niệm hả các bạn? Đấy, hai hộp mình vừa gắp được đấy. Úi giời. Thôi bye bye mọi người nha. Mọi người nếu mà thấy video hay mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.